đổ xô tích trữ nhu yếu phẩm trước bão. Người dân Hà Nội, Hải Phòng đổ đến các siêu thị, chợ dân sinh mua rau củ quả. Thực phẩm, buộc các siêu thị liên tục bổ sung hàng, sáng ngày 6 tháng 9. Siêu bão Gia Di sức gió mạnh nhất 201 km/h dự kiến đêm nay ngày 6 tháng 7 vào Vịnh Bắc Bộ gây gió mạnh. Mưa to và dông lốc ở miền Bắc. Lo ngại bão ảnh hưởng kéo dài, người dân ở nhiều nơi tìm đến các siêu thị, chợ dân sinh để tích trữ nhu yếu phẩm. Sáng ngày 6 tháng 9, tại siêu thị Big C Trần Duy Hưng, Hà Nội, hàng trăm người tới mua sắm, đông nhất ở khu vực bán rau củ quả. Nhiều thời điểm quá tải. Một nhân viên phục vụ cho biết lượng người tới Big C để mua rau tăng mạnh từ tối qua, buộc nhân viên phải làm việc liên tục. Có thời điểm, kệ chứa rau muống, rau ngót, rau lang hết sạch. Chị Thảo, quận Cầu Giấy, cho biết lo ngại mưa bão ảnh hưởng nên chủ động đi mua sắm đồ thiết yếu trước. Tôi tới muộn nên không mua được cà rốt, nhưng nhiều loại rau khác vẫn còn, chị nói. Khu vực bày rau ăn hàng ngày như cải chip, mồng tơi, rau lang, hết hàng, sót lại duy nhất bó cần tây. Trong khi ở phía đối diện, các loại rau gia vị như hành lá, mùi tàu, húng còn đầy ắp. Trong vòng 3 tiếng, từ 7 giờ đến 10 giờ, nhân viên siêu thị đã 5 lần xếp thêm hàng vào quầy. 10 giờ, người dân xếp hàng chờ tới lượt thanh toán tại các quầy trong siêu thị Big Thăng Long. Bà Phan Thị Hoài Thương, giám đốc Winmart Thăng Long, cho biết sức mua rau, thực phẩm trong sáng nay tăng khoảng 350% so với ngày thường. 3 tiếng bán hàng buổi sáng bằng một ngày tiêu thụ những hôm bình thường. Chúng tôi dự báo sức mua sẽ tăng trong những ngày bão nhưng không ngờ lại cao đến thế, bà nói. Tối qua, siêu thị này đóng cửa muộn hơn một tiếng. Lúc 23 giờ so với 22 giờ vào ngày thường khi người dân bắt đầu tích trữ thực phẩm trước bão. Quản lý siêu thị cho biết khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, người dân đã xếp hàng dài trước quầy tính tiền. 12 quầy thu ngân đồng loạt được mở và bố trí thêm 2 quầy phụ để phục vụ người dân. Người dân đổ đến siêu thị Winmart Thăng Long, Hà Nội mua thực phẩm tích trữ khiến lượng hàng sáng nay tiêu thụ tăng 350% so với ngày thường. Chị Lê Yến, chủ quán bánh mì ở đường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã phải nhập thêm 30kg giò chả để bán trong sáng ngày 6 tháng 9 vì quá đông người đặt theo cân. Chị Yến cho biết cảnh này từng thấy trong thời điểm chuẩn bị giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Đến 7 giờ, hàng thịt của bà Nguyễn Thị Ngân ở chợ Cố Đạo, quận Lê Chân, bán hết 80kg, sớm hơn bình thường 4 tiếng vì người dân mua với số lượng lớn để tích trữ trước bão. Đèn tích điện phòng trường hợp trong và sau bão mất điện với giá từ 300.000 đồng được nhiều người dân Hải Phòng tìm mua sáng ngày 6 tháng 9. Quầy thực phẩm tại một siêu thị ở quận Hồng Bàng hết sạch hàng sáng ngày 6 tháng 9. Rau củ quả, thịt lợn, thịt gia cầm là các mặt hàng được người dân mua nhiều nhất. Chị Huyền, mũ trắng, nhân viên quầy rau quả siêu thị Cúp Mát Hải Phòng, luôn tay cân rau, quả cho khách. Dù nhu cầu tăng đột biến, song giá vẫn không đổi và vẫn còn nhiều hàng để phục vụ người dân. Gia đình em Tùng Lâm ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền mua thực phẩm đóng gói vì lo mưa lớn. Mất điện, mất nước trong 2 ngày khi bão đi qua, ngày 6 tháng 9.